Hi, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Ngày chúng ta đến với tựa game Ad Survival Evolved. Và đến với đấu trường ARK ngày hôm nay thì mình sẽ gồm có 3 con Rock Golem. Mình sẽ cho 3 con Rock Golem này nó đánh nhau với 3 con Gigalotaurus. Giờ mình sẽ thả 3 con Gigalotaurus ra đây. Và đương nhiên 3 con Gigalo này thì nó sẽ rất là khỏe rồi. Wow, mình công nhận một điều là con Gigalotaurus này rất phải luôn. Đây là đấu giữa team 3 con Rock Golem và 3 con Gigalotaurus. Wow, một con Rock Golem nó bị đánh bại. Hai con